Thưa quý vị và các bạn, Phương Nhất Bác hiện nay đã quay trở lại sân khấu của Bước Nhảy Đường Phố mùa 5. Không ai biết thân phận cụ thể của anh ấy trong mùa này, nhưng Phương Nhất Bác đã nhảy vũ điệu mở màn trong ngày khai máy. Ở hai mùa trước với tư cách là đội trưởng, Phương Nhất Bác nghiêm khắc nhưng anh ấy tôn trọng tất cả các thành viên trong đội. Anh ấy còn rất giỏi trong việc sắp xếp đội hình và hiểu rõ các thành viên. Anh ấy coi trọng các vũ công và tài năng của họ. Phương Nhất Bác luôn nghĩ cách để khiến họ tỏa sáng. Điều này đã giúp cho anh ấy nhận được sự tôn trọng từ các thành viên trong đội. Ngoài ra, anh ấy còn nhận được sự ngưỡng mộ từ các vũ công đối thủ. Phương Nhất Bác không chỉ mạnh mẽ trong trận chiến mà còn có thể khiến cho khán giả trong trường quay bùng nổ cùng với anh ấy. Và trong mùa năm này, Phương Nhất Bác có thể coi là nhân tố quan trọng nhất trong việc thu hút đầu tư. Và mới đây, một số khán giả có mặt tại trường quay đã bật mí một số chi tiết nhỏ nhỏ về chương trình. Một nhân viên của chương trình Bước Nhảy Đường Phố mùa năm cho biết, trong quá trình ghi hình, Phương Nhất Bác đã thay đổi trang phục một vài lần. Nhưng dù trong bất cứ trang phục nào, anh ấy vẫn rất đẹp trai. Anh ấy rất chăm chỉ uống nước và ăn bánh quy. Điều nhảy mở màn của anh ấy đã được kiểm soát rất tốt. Và anh ấy đã khiến cho toàn bộ vũ công có mặt trên sân khấu đều trở nên cuồng nhiệt và làm cho cả trường quay phát cuồng. Vệ sĩ của Phương Nhất Bác thực sự lo lắng rằng Phương Nhất Bác sẽ khát nước trong quá trình ghi hình. Anh ấy đã liên tục đuổi theo Phương Nhất Bác để cố gắng tiếp tế cho anh ấy nước và bánh quy. Anh chàng vệ sĩ đã theo sát Phương Nhất Bác và đối xử với anh ấy như một đứa trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thật vui khi biết được Phương Nhất Bác đã rất thoải mái khi anh ấy có mặt tại sân khấu của Bước Nhảy Đường Phố mùa năm. Anh ấy đã luôn được vệ sĩ của mình chăm sóc chu đáo. Trong những năm gần đây với tư cách một diễn viên, Phương Nhất Bác đã giành được những bước đột phá cao trong ngành, nhưng anh ấy vẫn không quên tình yêu của mình với hip hop. Sự nghiệp của Phương Nhất Bác cũng bắt nguồn từ tình yêu của anh ấy với sân khấu hip hop. Phương Nhất Bác đã được chính những vũ công trong ngành ghi nhận và được đông đảo công chúng khen ngợi bằng chính sức hút của anh ấy. Phương Nhất Bác đã thành công duy trì đam mê và thành công bước đi bằng chính sức lực của chính anh ấy. Ở trong buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Bước Nhảy Đường Phố mùa năm, các bốn nghệ sĩ bao gồm Phương Nhất Bác, Hàn Canh, Lưu Vũ Hân và Lý Thừa Huyễn đều đã xuất hiện. Điểm đặc biệt của mùa năm so với bốn mùa trước đó là có thêm một nữ đội trưởng. Nhân viên trong đoàn còn cho biết rằng Phương Nhất Bác đã không còn hò nữa, anh ấy ngoan ngoãn ăn bánh quy và uống nước khi vệ sĩ của anh đưa tới. Và dĩ nhiên thương hiệu bánh quy sẽ không được tiết lộ, nhân viên trong đoàn chỉ cho biết rằng đó là một loại bánh có màu nâu. Thưa quý vị và các bạn, trong những mùa trước, chúng ta vẫn còn nhớ rằng Phương Nhất Bác hầu như có dấu hiệu cảm cúm. Anh ấy bị ho thường xuyên trong các buổi ghi hình của Bước Nhảy Đường Phố. Thậm chí lịch trình làm việc của Bước Nhảy Đường Phố mùa 4 cũng từng bị cư dân mạng phàn nàn, bởi vì những buổi ghi hình của chương trình hầu như kéo dài tới tận đêm khuya, thậm chí có những buổi ghi hình tới gần sáng. Là một người nhiệt tình, say mê với công việc, Phương Nhất Bác hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Phương Nhất Bác liên tục tham gia các dự án, nhưng rất may, lần này phim trường mới của anh ấy và trường quay của Bước Nhảy Đường Phố đều ở Hàng Châu, Phương Nhất Bác sẽ không phải di chuyển quá nhiều và anh ấy có thể đảm bảo được sức khỏe tốt hơn. Và sau khi những hình ảnh đầu tiên về Phương Nhất Bác xuất hiện tại chương trình Bước Nhảy Đường Phố mùa năm lan tràn trên mạng xã hội, thương hiệu chủ nhân của chiếc áo thun Phương Nhất Bác mặc cũng đã xuất hiện và nhận người nhà. Quản trị viên ngay lập tức cho biết màu hồng và sự dịu dàng, sự diễn giải hoàn hảo. Chúng tôi đã rất phấn khích với ông trùm thời trang trong suốt chương trình Bước Nhảy Đường Phố mùa năm. Dĩ nhiên đó là Phương Nhất Bác. Đây quả là một pha nhận người nhà rất màu le đến từ thương hiệu phải không nào? Trong mùa năm này, nhà sản xuất đã thông báo rằng hệ thống thi đấu đặc biệt đã thay đổi và hiện tại vai trò của các nghệ sĩ trong mùa năm vẫn chưa được hé lộ. Tuy vậy, với sự xuất hiện của Phương Nhất Bác và rất nhiều người hâm mộ của Phương Nhất Bác đang chờ đợi để được thưởng thức màn trình diễn đặc sắc của anh ấy trên chương trình. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi những thông báo chính thức từ ban tổ chức cũng như chờ đợi thông báo chính thức từ phòng làm việc của Phương Nhất Bác. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt